chuyện về kỳ nghỉ hè. Sau một năm học, bố mẹ cho anh Đức và Thu đi tắm biển. Anh Đức sẽ lặn xuống ngắm san hô cùng với bố. Và anh Đức và bố lặn xuống ngắm san hô. Chuẩn bị lên tàu, anh Đức bị con gì đó quấn chân. Bố ơi, có con gì quấn chân? Ai ngờ chỉ là san hô. Thu muốn được đi tắm biển giống như anh Đức thôi. Con đã kể xong rồi, hãy cho con phần gương nhé.